Dạ Bảo Liêm xin hân hoan kính chào quý ông bà qua trước và kính chào quý dì dượng qua lâu và kính chào quý bạn bè qua lát đác. Và kính chào quý bác các cô và kính chào quý cô đoàn tụ và kính chào quý cụ ODB và kính chào quý dì ODB và kính chào quý dì dượng ODB nghe và xin chào tất cả bạn bè thân phụ. Cảm ơn quý vị. Chào hết đó. Ta thường thường ta nói lời nói không có tiền mua, lựa lời mà chối nói cho vừa lòng nhau. Chào mà người này không có người kia hồn bích lòng. Và kính thưa quý vị đã từng thưởng thức tiếng hát vượt thời gian thái thanh, quý vị đã từng đam mê với tiếng hát thái hiền thái thảo, quý vị đã từng đam mê với tiếng hát thái châu và nắm bọng với tiếng hát thái tài. Hôm nay Bảo Liêm xin hân hạnh giới thiệu với quý vị đây nam danh ca thái giám. Phải bình thành không? Trời ơi, vậy mà đã lấy tên rồi cho dữ dội nữa. Trời lâu quá trời mới gặp luôn vậy đó. Đi đâu có tiêu à, đi không cho hay gì hết trơn á. Địa chỉ cũng để nữa, sắp coi cũng cho nữa, kiếm gần chết luôn vậy. Kinh phong giật anh. Gì kinh phong giật? Tôi đang cuốn theo chiều hố. Không, tự nhiên hỏi thăm anh cuốn theo chiều gió là sao? Trời ơi, đầu năm đầu tháng anh hỏi thăm tôi kiểu đó, tôi cuốn theo chiều gió. Bể vai tôi một xíu. Nè nè, gặp anh vui quá trời quá đất. Sao lúc này khỏe không? Tôi khỏe đây. Lúc này thiệt anh mỗi tháng lên phao thì nhiều. Mỗi tháng lên phao thì nhiều. Tháng anh lên nhiêu phao? Một phao. Thật anh lên cũng nhiều lúc lên phao mà đặt khoe. Trời xin lỗi anh, mỗi tháng lên một phao thấy mụ nội rồi. Anh cứ tưởng tượng 50 năm sau mà anh gặp tôi lại nó tướng mình dây khỏi không thị á. 50 năm sau thấy là mới hết hồn. Vậy cũng được. Trời sao lại lúc này khỏe không? Tôi hả? Trời ơi khỏe lúc đau nở xanh sao lúc bệnh. Rồi làm ăn cái này sao rồi? Trời ơi nói thiệt anh nghe nghe trời ơi ăn uống ngon lành lắm anh ơi. Nhưng mà làm xong thấy ai kêu. Chị thấy thất nghiệp cái gì? Đó, nội đừng nói thất nghiệp nghe thử ấy anh. Tôi đang trong thời kỳ quả độ. Quả độ là sao? Nghĩa là đang đói. Trời thất nghiệp nói thất nghiệp đi quả độ rồi. Tôi nói vậy nghe cho nó xoan. Còn anh sao lúc này làm nghề gì rồi? Lúc này anh lúc này tôi làm ngon lắm. Làm nghề gì? Làm nghề speaker. Cái gì? Anh làm nghề xì dách ác cơ chỉ bài mà. Không phải. Tao bậy tao bạ đầu tôi không mới nghe rõ ràng đó gì xì dách ác cơ đó. Không phải anh lúc nào đầu óc anh cũng có cờ bạc chơi bộ tụi nó chứ. Trời ơi tôi đâu biết cờ bạc của anh cũng biết tánh tôi rồi. Trời ơi tôi đi chơi đó là tôi chỉ biết kéo máy thôi. Nhưng mà tôi kể anh nghe này nha. Trời ơi bữa đó tôi lên Las Vegas. Trời ơi tôi kéo máy anh. Trời ơi tôi kéo từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng vô 3 ngàn máy. Tôi đã nói 3 ngàn máy luôn hả? Tôi đâu có vô. Chứ ai vô? Cái máy nó vô. Trời ơi có vậy nói anh rồi đâu biết bài bạc gì đâu. Nhưng mà anh nãy nói anh là xì dách ách cơ lại là gì? Là tôi nói nghe không phải là xì dách ách cơ mà là speaker. Speaker anh là cái loa hả? Ấy anh làm chứ. Ủa chứ speaker là sao? Là gọi là người ta gọi là điều khiển chương trình đó. Trời ơi anh ơi trời ơi điều khiển chương trình giống như chơi là anh Nam Lộc với cô Kỳ Duyên nãy ta gọi là MC. Dạ. Chứ không tự nhiên cái xì dách ách cơ. Ta nói trời ơi nhưng mà anh làm điều khiển chương trình ở đâu? Trong hội chợ. Trong hội chợ làm gì có điều khiển chương trình? Trời anh không biết gì trên chợ tôi nói nghe này trong hội chợ đó có nhiều gian hàng, gian hàng ăn, gian hàng uống, gian hàng trò chơi có thể coi trong đó có gian hàng lô tô, tôi nên làm điều khiển chương trình lô tô. Làm gì dữ lắm điều khiển chương trình lô tô. Nhưng mà tôi nói nghe, tôi đang thất nghiệp. Bây giờ anh có cách nào anh giới thiệu cho tôi đi kêu lô tô với anh cho vui được không? Vậy hả? Rồi. Nhưng mà tôi nói nghe không được đâu, anh phải lẹ miệng lẹ mồm mới được nghe. Tôi có miệng mồm tôi cũng lẹ dữ lắm mà nghe. Tôi nói thiệt anh là hôm nay mà tôi tập không được á, 3-4 năm sau tôi nói được. Không phải 3-4 bữa sau tôi nói được. Bây giờ để tôi thử kìa. Thử sao? Tôi đưa đồ nghề cho anh coi. Đi kêu lô tô có đồ nghề chứ hả? Ê, bậy đi. Tôi đâu biết ai được cổ đưa cái đó cho cô chi. Phải, cái này nè, cái sông Lan nó giữ nhịp á. Nhịp kêu lô tô là anh nghe tôi kêu thử nè, lúc trước nè. Lắng lặng mà nghe tôi kêu cờ đây cờ ra mà có mấy con mấy gì ra. Kêu lô tô là phải có cái này giữ nhịp vậy đó. Nhưng mà tôi nói nghe tôi thường tôi thấy cái này á là trong mấy cái đoàn cải lương ta ưa xài á thôi. Thường thường ta để cho mấy người mà kép tránh đào tránh ta giữ nhịp ca. Ví dụ như vậy nè. Nhìn nhau đôi bóng mà tình chia đôi tình. Quá này vậy đó. Cái bình bụng đó. Chứ tôi đâu thấy người ta dụng này ta kêu lô tô đâu. Phải anh ơi, cái đó là khác. Còn này tôi lô tô là phải giữ nhịp. Giữ nhịp nha, giờ tôi nói nghe giờ sẵn sẵn có anh đây. Bây giờ tôi kêu thử anh thôi được. Rồi, giới thiệu tôi làm nha. Bắt đầu coi tôi kêu lô tô nè. Lô tô, lô tô, lô tô, lô tô. Kêu lô tô giống như bà bóng lên đầu vậy. Ủa kêu vậy là bà bóng lên đầu. Ủa vậy là
vậy, không phải vậy, kêu lại nha. Lô tô đây, lô tô. Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng lô tô. Người nào cầm bỏ cầm chê, chơi lô tô riết cầm quê cầm đi luôn. Cầm mê cầm quay trở về. Bốn vé này là sáu vé, bên này ba vé, mua vé tăng vé tính tiền bốn vé. Thấy không, trời kêu được không? Nhưng mà giờ trả lại cô đi. Ủa, cái này là của anh nè. Có cục gì không rồi sao kêu? Thụ anh nữa còn si cô đây. Trời ơi, giống mấy phim Ghost quá trời ơi. Trời lạc liền lạc hậu vậy đó hả? Tôi nói nghe là tôi thấy anh cũng lẹ miệng, lẹ mồm lắm. Mà được rồi, để trước hết là tôi thử anh, cái đó là mới cái giai đoạn đầu thôi. Mỗi giai đoạn thứ nhì đó là phải kêu lô tô phải ra con số. Không, nhưng mà đặc biệt kêu lô tô là tôi kêu thơ là phải kêu thơ, tôi kêu nhạc là phải kêu nhạc, tôi kêu cổ là phải kêu cổ. Trời, khó khăn dữ vậy đó. Trời, kêu lô tô là muốn chết rồi mà còn anh kêu thơ là tôi phải kêu thơ, anh kêu nhạc tôi phải kêu nhạc, anh kêu cổ tôi phải kêu cổ, mà kêu sao miễn đăng số thôi vậy đó. Rồi bây giờ mình cứ tưởng tượng trước mặt mình là khán giả đang ngồi chờ sổ số lô tô. Rồi. Bây giờ anh bắt đầu kêu trước đi, tôi biết là tôi kêu theo. Thắng nặng mà nghe tôi kêu cờ đây mà con mấy gì đây? Tương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, ngã nào anh cũng qua, là con không ba, bây giờ tới anh kêu đi. Thơ cũng qua, cái làm không ba vậy đó. Qua là không qua. Mà kêu loại thơ phải không? Giờ tới biên tôi phải không? Lặng lặng mà nghe tôi kêu cỡ ra, tôi đã con mấy con mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy gì ra, tôi đã con mấy gì ra, con mấy gì ra. Hey! Sao chịu ra mà đứng khổ rồi hả? Để từ tội cho nó ra chứ. Vậy chứ muốn chừng nào nó ra? Thôi đó, thì chừng nào nó muốn ra thì cho nó ra. Anh có biết là mọi người đang chờ nhau không? Ra là bất kỳ á, không tự nhiên ta chưa kêu ra, cái tự nhiên nó bắt ra là sao ra? Bây giờ tôi muốn anh ra. Giờ muốn ra phải không? Vậy thì tôi ra. Cái này là ra theo yêu cầu người xem. Muốn ra tôi ra cho anh xem. Ra nghe không? Cái lặng mà nghe tôi kêu con cỡ ra, tôi ra con mấy gì ra. Phải không? Ủa mà nãy em kêu số mấy rồi? Không ba không? Con không ba. Cản hoài vậy? Con không ba của tôi anh làm gì kêu nữa? Tôi kêu hồi nào? Tôi kêu mới gì kêu không ba đó. Là tôi kêu con không ba của anh, anh bắt nhớ tôi kêu con của tôi chứ bảo. Tại vì ham kêu con không ba của anh lắm vậy á. Con không ba tôi đã con mấy gì ra. Mà đọc thơ nha. Lát cô đi trước lát trước đi sao mãi lát cặp kéo ba hồ mà gái là con số 7. Chuyển qua loại gì? Chuyển qua nhạc. Ủa, mới thơ cũng qua nhạc liền vậy đó hả? Nghe, nghe. Làm thử coi. Lắc lặng mà nghe tôi kêu cỡ ra, cỡ ra mà con mấy gì ra. Nhạc phải không, nhạc phải không? Tôi kể người nghe, đời lắng và điệp một kiềm tình cái nắng. Lúc tôi còn thơ, tôi vẫn từ mộng mơ, để viết thành bài ca, để viết thành bài ca là con 23 phần. Viết bài ca cái đó 23 liền. Bây giờ tôi biết tôi có phải kêu nhạc giống danh không? Nhạc cái nhạc, đâu có một bụng nhạc mà. Bắt đầu tôi nha. Lắng lặng mãi nghe tôi kêu con cỡ ra, tôi đã con mấy gì ra. Bởi tôi lớn dài yêu nhầm người ta. Yêu nhầm người ta là cái con năm ba. Tôi nói thiệt với quý vị, tôi chưa có thấy cha nào mà kêu cỡ đảng hậu như cha này á. Gì đảng hậu? Gì mới có chút xíu ra rồi cha. Ra nhanh cũng la, ra chậm cũng la. Ra sao cho vừa lòng vừa dạ anh giờ đi chứ. Vừa phải anh kêu tờ chiếc quá cha nội à. Thôi thì lúc đó nó muốn ra thì cho nó ra. Từ từ ngắn ngủn ra. Thôi anh ơi, miễn sao muốn ra là được rồi, giờ tôi kêu anh ra đi. Giờ tới tôi không? Nhưng mà giờ tôi cho biết là tôi chuyển đó đó nha. Chuyển qua loại gì? Nhạc ngoại quốc. Chuyển lô tô về nhạc ngoại quốc nữa. Sao mày nghe? Đâu hát nhạc ngoại quốc phải không? Lặng lặng mà nghe tôi kêu cờ đây cờ ra mà con mấy gì ra, con mấy gì ra. Su ba la cam chi, su bồ la ca sa la, si bồ la sang sang su ba. Nhạc cũng lạ quá trời đó. Su la đi xa sự, ta mười tự, tới hả? Tự nhiên sự, cái ra 84 vậy thôi. 84 rồi. Nhạc này trên thế giới chưa nghe bao giờ. Anh nãy nhắc hạt nhạc của nước nào vậy? Nhạc Tàu. Nhạc nước Tàu? Ở tôi người Tàu mà tôi đứng nãy giờ tôi nghe tôi không hiểu anh hát gì nữa. Trời ơi, tôi hát tôi không hiểu lấy gì anh hiểu. Trời ơi, kỳ vậy, trời ơi, nhạc Tàu mà không hiểu là sao hát? Quê hương của tôi nó riêng mà, ở dưới
giờ hát nhạc nước ngoài phải không? Giờ tôi đi tôi phải không? Nãy ca số mấy? Số mấy quên hả? Số mấy sự 84 đó. 84 rồi, 84 giờ tôi đi tôi nha. 84 rồi tôi đã con mấy con mấy gì ra. Bắt đầu nhạc nước ngoài nha. Một cá là rồng, một cá là rồng đọc năm rực sáng. Bờ chia ca ná cho mấy ca lá mà đâm rầm 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 con 55. Dễ sợ. Campuchia. Anh chuyển qua nhạc Thái Lan chứ tôi qua nhạc Lào. Tôi biết là tôi chuyển nữa. Tôi chuyển hoài vậy đó hả? Giờ chuyển qua loại gì? Âm điệu quê hương. Trời hay nghe, hay nghe ha. Âm điệu quê hương mình kêu ra con số mới là hay nghe. Rồi mời anh. Nghe nè. Lặng lặng mà nghe tôi kêu cờ đây, cờ ra mà con mấy gì ra. Nói gì nữa đi, định mệnh chia đôi mỗi người một ngã. Được bà đi đường tôi bước bà đã quên rồi. Bấm cái điểm ngày xưa cho bảo nắng mưa lòng người tay đối. Một cánh chia đôi ơi làm nên tội hỡi. Cao sáng chết, điều chi để cho ai khổ. Chỉ ác lỗi đớn đau thầm là 35. Kinh kinh không phải lắm. Đây kêu thử chứ làm gì mà kinh. Ủa tự nãy giờ tôi bốn con rồi tôi còn chờ số 35 nữa tôi kinh. Nghe không phải kêu thử á. Giờ tôi tiên tôi kêu á. Nhưng mà tôi nói nghe tôi ca giọng cổ được thôi. Giờ tôi chuyển qua loại khác được không? Được, miễn sao âm điệu quê hương là được. Miễn sao âm điệu quê hương được rồi ha. Giờ tôi chuyển qua hát hội hay là chèo được không? Được. Vậy mấy tôi hát hội nha. Ừ. Không được, hát hội này ứ không hồi tới sáng á. Được, chuyển qua chèo đi cho nhẹ chút xíu. Là tôi chèo nha. Lần lần mà nghe tôi kêu cờ ra, tôi đã có mấy con mấy. Rồi dăng. Trời ơi, thấy không? Trời ơi, kèo này khó kèo lắm cho mọi người quanh đi. Dạ, thấy không? Làm lại. Lần lần mà nghe tôi kêu cờ ra, tôi đã có mấy con mấy gì ra. Bắt đầu kèo nha, kèo cổ bắt đầu nha. Tôi mới kiếm nhăn được chứ. Kèo, tôi chưa ra, tôi kèo, tôi kèo tới Việt Nam lại, tôi chưa ra số nữa. Cha, tôi khó khăn quá. Bây giờ muốn ra thì ta ra từ đầu chứ. Tôi kèo lại nè. Trong châu thì phải cái mương, làm trái hay vợ. Phải thương con vợ. Phải thương cho đều. Không lẽ ra số đều, tôi thua rồi. Ai nói em tôi đều. Phải tương điều chứ bạn gì tôi là ai nói anh tôi tương điều tương gì tương gì nhảy tôi chứ không bao giờ tôi thương vợ đều đâu chưa thương gì cho tự nhiên nhảy hồng ta ngoại tướng con vợ con vợ nào đấy trời ơi phải tương tương gì có rồi phải tương con vợ già con vợ già là có con ba ba con ba ba vừa phải là ăn gian vừa tới đổi gì ăn gian không phải cái này là người ta thương đều chứ làm sao mà thương vợ già đó hả? Ủa tôi ngu sao tôi thương cho đều tôi sao trời ơi mình nó thương con vợ già trước trời nó gấp nó sắp sửa đai xuân rồi nó đai xuân là mình hưởng life insurance bắt đầu phải lấy cái số tiền life insurance nó nuôi vợ nhỏ biết gì chứ được lắm lẹ bò lắm tôi giúp vợ đi nghe rồi giờ đi phải không cái bạc phan nữa. Và trước khi mình đi đó mình xin kính chào quý vị khán giả với là cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình của anh em mình đi. À đúng vậy. Dạ phần trình diễn của Bảo Liên và Minh Thành đến đây chấm dứt. Xin ngán kính chào quý vị và các bạn. Trời ơi, đi đâu bang bang đây chút xíu trọt đuôi mắt rồi thấy không? Trời ơi, có phải người ta không vậy? Không lẽ ma. Nhìn anh tôi tưởng nó ác quỷ dầu cù là. Vậy trời tôi. Hôm nay đi đâu ăn mặc bảnh bao quá vậy? Còn anh đi đâu mà cái gì mà ăn mặc nhìn thấy ghê vậy anh? Trời ơi chị không biết tôi mặc đồ này để tôi quay quảng cáo cho đài TV Mỹ. Ôi trời ơi mà anh quay đài TV Mỹ mà anh quay vẻ gì vậy anh? Tôi đang quay quảng cáo về thuốc diet. Trời ơi nói thiệt chị mới đầu Mỹ nó quay tôi là tôi nặng 300-400 pounds luôn á. Em uống vô viên thuốc diet nó xuống còn như đây nè. À, mai là tôi ngừng lại kịp thời nha. Tôi mà ngừng lại kịp thời là tôi còn xuống nữa. Thôi đi anh ơi, anh cỡ này là được rồi, xuống nữa ai mà coi cho anh được chứ. Xin lỗi chị à, tôi uống viên nữa thiếu gì người coi. Coi cái gì anh? Coi mặt lần cuối. Ai xuống luôn.
À, chị không tin nghe không? Ừ. Trời ơi, tôi quay mấy cái này đều đều mà. Bây giờ chị không tin, chị đứng kế qua bên đi. Bắt đầu tôi biểu diễn thời trang quay quảng cáo là thuốc đại hẹp cho chị coi nha. Chị đứng qua bên, bắt đầu tôi biểu diễn quảng cáo cho chị coi nè, đứng qua bên đi. Mà được không? Được, đứng qua bên. Bắt đầu đài TV action nhạc. Trời gì ta kêu ta quảng cáo cho coi rồi tự nhiên bịt mắt vậy. Trời ơi nói thiệt chị nghe này, tôi mới show phần trên thôi đó. Show phần dưới khủng khiếp nữa. Anh ơi. Mặc vô. Mặc vô. Trời ơi cho show coi thông mà không coi nữa. Trời ơi anh ơi, quảng cáo cái gì mà kỳ cục vậy anh? Thì quảng cáo vậy thuốc đại hẹp phải phô trương xương đồ này kia tao mới tin chứ. Đúng trời ơi. Cho ta tin là còn thịt trong này sao? Thôi bỏ qua chuyện đó đi, vậy là chị biết là tôi thiệt rồi phải không? Rồi nay chị đi gặp tôi có gì vui mừng không, nói nghe coi. Tôi nói cho anh nghe. Cái trước tiên á là tôi qua đây á là tôi muốn báo anh một tin mừng. Tin mừng gì nói nghe coi. Tôi mới mua được cái nhà. Mới mua nhà? Ừ. Trời lặng nhách. Gì vậy? Trời ơi, chị mua nhà chị mừng mắc mớ vậy? Tôi mừng. Tôi mới mua nhà hả? Ừ. Trời ơi tôi nghi rồi. Tôi kiếm quá trời không gặp. Đi mất tiêu. Không cho số phone gì hết trơn á. Là tôi đã nghi ngờ rồi. Yes. Anh ơi cái gì kỳ vậy, người ta đang phê mà. Trời ơi không, tự anh nhiên đang hỏi tình. Lắm tự nhiên đang phê là sao? Trời ơi cho tôi hỏi anh chứ. Anh hỏi tôi một cái, anh sờ tôi một cái, anh hỏi tôi một cái, anh đụng tôi một cái, làm sao chịu nổi. Trời ơi đàn bà gái gì nhạy cảm quá vậy, không biết này chắc điện 380. Ủa mà chị mới mua nhà thiệt phải không? Thiệt. Rồi giờ chị có thể cho tôi biết là chị mua cái nhà đó trị giá bao nhiêu tiền không? Trời ơi tôi nói cho anh nghe, tôi mua cái nhà trị giá là 99.999 đồng 100 xu. Mua nhà gì giá lẻ không luôn vậy chị? Lẻ đâu mà lẻ anh, giá chẳng cho lẻ gì. Tôi mới nghe chị nói là 99.999 đồng 100 xu. Trời ơi là chẳng là anh ơi, lẻ đâu mà lẻ. Chẳng là nhiêu? 100 ngàn. Trời 100 ngàn, nói đại 100 ngàn đi. Còn bà đặt bẻ miệng bẻ mồm 99.999 đồng 100 xu. Giờ nói thẳng ra mua giá này nhiêu tiền? 100 ngàn. Rồi mua mắc rồi mà không mua nhà, không biết qua hỏi tôi. Nói thiệt chị, trong nhà, trong xóm tôi ở á, có người ta đang cần bán nhà bán giá rẻ mạt. Chip vé đi chip luôn. Bao nhiêu mà chip cái gì, chip tôi khoái lắm. Chip lắm biết nhiêu không? Nhiêu? 1.500. Cái gì? Cái gì cái nhà này có 1.500 vậy anh? Biết nhà gì không? Nhà gì? Nhà nuôi chó. Trời ơi! Chá ơi! Trời ơi chị không biết chứ bên Mỹ này nhà nuôi chó tiện nghi lắm chị ơi. Để được cái già cái giường king size á. Tối buồn buồn ra nằm khỏi mất công mở máy lạnh. Nói vậy chứ mới mua nhà đẹp phải không? Ừ. Thôi chúc mừng cho chị. Rồi ngoài cái chuyện mua nhà có gì mừng nữa nói nghe chơi coi. Trời ơi tôi nói cho anh nghe. Rồi sao? Trước tiên đó là tôi báo anh một tin mừng, tôi mới mua cái nhà. Rồi mua nhà mừng rồi, mừng rồi. Rồi có gì nữa không? Có chuyện gì về căn nhà đó, mua nhà vậy thôi vậy đó. Không, nhưng mà tôi nói cho anh nghe cái sau đó đó. Là tôi có mở hàng tân gia. Đó cái chuyện nó quan trọng đó, ai mua nhà phải đãi tân gia. Đúng, đúng. Mua nhà 100 ngàn đãi khoảng chừng 88 ngàn đủ rồi. Phải cho người ta ăn rồi cho vui vậy mà. Cái gì chuyện ăn uống nha cho tôi chịu lắm. Rồi có gặp tôi rồi có nhờ cậy gì không? Dạ tại vì em thấy anh cũng có duyên ăn nói lắm. Dĩ nhiên, nói thiệt chị, cái tài ăn nói lanh lẹ hoạt bát duyên dáng tôi số 1. Tôi biết rồi. Chị trong xóm tôi nhờ cái tài ăn nói lanh lẹ hoạt bát duyên dáng của tôi đó. Cho nên ngày nào cũng có người đến nhờ tôi hết trơn. Anh nhờ anh làm gì vậy anh? Đi chửi mướn. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi ghê vậy, bộ cỡ này có tìm mấy ngày chửi mướn nữa hả? Tự có xong có chị, ngày nào cũng có xô đi chửi đều đều hết á. Chửi khi nào mà trời mưa là treo mỏ. Nói thiệt chị, nhiều khi bên này mà đang mời tôi chửi cái gì mà bên kia trả giá hơi cao hơn chút xíu cái gì là tôi bỏ bên đây tôi qua đứng bên kia chửi tan nát hết trơn á. Sao chửi tôi? Còn nhiều khi mà có người mà mời tôi cùng một ngày cùng một giờ á, vậy biết sao không? Sao? Làm sao? Tôi gom lại chỗ chửi luôn lượt. Rồi chị không tin tôi chửi biểu diễn cho chị coi nè. Sao thử thế? Cái độ. Sao anh chửi tôi? Ủa quên lộn. Mấy món nghề nghiệp. Ủa, trời ơi. Tự nhiên đang tân gia không qua chửi ta. Vô duyên. Là nhanh. Thôi đi anh ơi, tôi không có nhờ anh chửi cái gì hết trơn á. Quên tân gia mà không tự nhiên chửi ta kìa. Bây giờ anh vô đề mẹ anh cái đi. Bây giờ anh phát biểu giùm tôi đi. Tức là đại diện cho gia đình để cảm ơn quý vị quan khách dự buổi tiệc tân gia. Nói cho đàng hoàng, bây giờ mình cứ tưởng tượng trước mặt mình là buổi tiệc tân gia đi. Quan khách tới đông đủ này kia. Không được đâu chị ơi. Đãi tân gia nhiêu đây dám mạc lắm mà. Trời ơi. Anh ơi mình chỉ thí dụ thôi anh ơi. Thí dụ vậy thôi. Ừ. Rồi tưởng chị gan dám đãi nhiêu đây dám đứt bóng lắm. Bây giờ mình trước khi mình vô đề ha. Là mình phải cười nở một nụ cười duyên. Đâu thử tôi coi cảm có được không quý vị quan khách có mặt. Rồi bắt đầu mình mới cảm tạ người ta. Bây giờ coi tôi cười lấy cảm tình nha. Rồi.
Cười này mệt quá, cười này cười có hầu quá chị. Trời ơi, cười có thắng hơi á, thắng. Thắng lợi thấy không? Khi nào mà đứt thắng là đi luôn. Trời ơi, thôi anh ơi. Thôi được rồi, giờ mà cười xong rồi bắt đầu vô phát biểu này nha. Đứng đàng hoàng lên nha chị, quý vị quan khách đông lắm nha, đứng đàng hoàng lại. Dạ kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là cái ngày tân gia ba của chị bạn tôi. Hả? Gì? Cái anh này nói chuyện gì kỳ cục vậy? Em đãi tân gia ở Mỹ chứ là phải đãi tân gia ở gì? Trời ơi chị này, ta đang chơi chữ mà nhào vô họng ta chị ơi. Chữ gì? Cũng đang chơi chữ nho. Tân đây có nghĩa là mới phải không? Ừ à. Gia có nghĩa là nhà phải không? Ừ à. Ba có nghĩa là hai vợ chồng chị với đứa con phải ba không? Hay không? Tân hay gia à. Ba đây có nghĩa là căn nhà mới có ba người ở. Được, xài văn chương bầm dập vậy thôi chứ cản hoài. Giờ không muốn nói dài dòng phải không? Thôi anh đừng nói dài dòng đó, bây giờ anh vô đề dình tôi cái đấy. Giờ ngắn gọn phải không? Muốn ngắn muốn dài tôi dễ lắm, người ăn nói có thừa. Bắt đầu ngắn gọn. Dạ kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là cái ngày á mà. Là cái ngày vô đi chơi đi, cháp đi, chơi, chạm nhào vô ăn đi. Trời ơi. Cái gì mà có chơi có cháp trong đó cha. Ờ chị này phải đàng hoàng chứ. Thì kêu ngắn gọn thì ta nói ngắn gọn cho ta ăn đi để khỏi đồ ăn nó nguội. Trời ơi, ngắn gọn thì phải có chi tiết đàng hoàng, làm gì mà chơi đi vô đi cái gì tới ghê cha nội. Bà này sao khó quá, nhờ không có tốn tiền mà khó khăn quá. Bây giờ muốn nói ngắn gọn mà có đi ý nghĩa phải không? Đúng rồi. Làm lại. Anh tôi coi coi nè. Dạ kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là cái ngày tân gia của chị bạn tôi. Đó. Chúng tôi rất lấy làm xúc vật. Phải. Xúc động chứ phải xúc vật. Chúng tôi rất là xúc động trước nghĩa cử của quý vị, nó không quản ngại đường xa xôi, đồi à. Núi chập trùng, mưa phùn lầy lội. Dạ. Để dính chút ít thời gian của mình, ở không làm gì, đến đây ăn trực. Hả? Không phải. Trời ơi. Ăn tiệc chứ phải ăn trực. Ăn tiệc. Cha này. Và chúng tôi nguyện khắc ốc ghi bù lon. À. Trời ơi, cái gì bù lon? Ghi tâm. Và không bao giờ quên được cái mối thù này. Trời ơi, cái gì kỳ cục vậy anh? Cái ơn nghĩa này. Và bây giờ xin đây đại diện cho gia đình đồng kính bái bon. Ôi trời ơi anh ơi. Trời đất ơi, cái gì mà tân gia nhà em mà nó có đồng kính bái á trời ơi. Chị không biết, chị ơi, đại tân gia ta đồ ăn đồ ê hề chị ơi. Nhiều người ta vô ta ăn nhiều quá ta trúng thực nó đứt luôn à. Nên mình đại diện mình nói trước cho chắc ăn. Trời ơi, thôi đi anh ơi, thôi bỏ qua chuyện đó đi anh ơi. Tôi mà kêu tôi chửi mướn vô kêu nói mấy đó không được đâu. Ừ, tôi không được. Đề nghị vậy nè, bữa đó buổi tiệc tân gia vui vẻ. Thôi giờ tôi đề nghị tôi với chị lên hát bài song ca tặng cho tất cả quý vị quan khách có mặt ngày hôm đó. Ừ, được á. Mau mua nhà như chị. Ừ, được. Đồng ý không? Và kính thưa quý vị khán giả kính mến, trong lúc quý vị ngồi xem các cô ca sĩ ca thưởng thức văn nghệ, riêng tôi làm một cái nghề mà ông bà ta thường nói rằng trên đời có bốn cái ngu: làm mai lãnh nợ, gác cu cầm chầu. Và kính thưa quý vị, tôi lãnh cái ngu thứ nhất, tức là làm mai. Không nói dấu gì quý vị, tôi có một ông bạn ở cùng xóm, ông có một đứa con tên là Út Khờ. Mà thằng này nó khờ đến mức độ không có thể mà cha mẹ nó dạy được, mà phải nhờ tôi chỉ dẫn nó. Thậm chí đến đi hỏi vợ cũng phải nhờ tôi. Hôm nay tôi làm một ông mai bất đắc dĩ để dẫn Út Khờ qua nhà chị hai đi, để mà hỏi vợ giùm cho nó. Bà con cô bác nghĩ coi, đương đi với tôi tự nhiên á, nó ghé vô tiệm nó ăn đồ, đương đi qua để mà làm rễ hỏi vợ mà coi kìa nó ra tới kìa. Cái trời đất ơi, thôi hết nói. Đương đi tao sao, tại sao mày bỏ mày ăn là sao? Đói quá phải cho ăn chứ. Ăn là khi nào không quan trọng, bữa nay mày đi làm rễ mà mày bỏ mày ăn vậy là sao mày làm rễ được? Không cho ăn rửa tôi đói tôi chết là sao? Bộ chú muốn tôi chết đặng chú lấy vợ tôi hả? Trời nó giết mày à. Tao nói mày nghe, tao là ông mai, tao phải đàng hoàng. Đời tao từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết dê một người nào ngoài vợ tao ra. Thấy không? Còn mày, tao nói thiệt với mày đó nghe, dầu vợ mày bây giờ tao sắp hỏi cưới cho mày đẹp như tiên sao phụng lộn đi, mà cho tao đi. Sao? Tao lấy chứ sao? Nó chơi. Chỉ là dê nữa rồi. Ồ, nó chị chơi mà với mày. Bỏ rồi. Tao giỡn chơi với đâu có làm cái chuyện đó. Nhưng mà tao... Ê. Sao mày đi hỏi vợ mà mày không mặc quần? Cái gì? Sao mày không mặc... Chú đó tôi không mặc quần hả? À.
vậy chứ này gì đây? Nhưng tao nói là mặc quần dài kìa, làm rễ mày mặc áo dài phải mặc quần dài chứ, mặc quần cũ quá gì được. Tao may là tao không may mà tao còn mặc quần dài nè, thấy không? Ủa trời ơi, trời, quần dài nó mất rồi cũng tại mày hết trơn á. Cũng tại mày mà tao quýnh nó không có mặc quần dài gì nữa. Thiệt kỳ cục cho mày quá. Sao mày muốn nói gì đây? Tôi rầu chú. Rầu gì? Không, tự nhiên chú biểu ba tôi đi hỏi vợ cho tôi cưới vợ tôi chi vậy? Thì cưới vợ chứ chi. Mày hỏi mày cưới vợ để làm gì hả? Mà tôi hỏi chú vậy chứ cưới vợ làm gì? Trời ơi, cưới vợ không biết làm gì thì cưới vợ về lo làm ăn. Hả? Làm ăn là cái gì? Trời. Làm ăn mà mày không biết làm ăn nữa hả? Làm ăn đây có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà tao cắt nghĩa hai cái nghĩa chánh làm ăn cho mày nghe. Yeah. Cái nghĩa làm ăn thứ nhất đây đó là cưới vợ về lo làm lụng kiếm cho thật nhiều tiền, mua nhà rồi mua gạo đồ ăn rồi nấu cơm cho hai vợ chồng con cái xúm nhau lại ăn, đó là cái nghĩa thứ nhất. Còn cái nghĩa thứ hai đây có nghĩa là làm ăn đó là sao chú không nói mà chú cười? Cái này khó nói ra sẽ bị rầy quá. Sao vậy? Thôi mày về mày hỏi ba mày chỉ mày cách làm ăn mày. Ủa, bộ ba tôi cũng không biết cách làm ăn nữa hả chú? Không biết sao lòi mày ra. Ê, sao mà tao hỏi mày tại sao mày sợ có vợ vậy? Sợ lắm chú ơi. Sao? Vô đây đây, bỏ này ra đi. Không muốn nói rồi. Nói đi. Từ nhỏ lớn ở con mình nè. À. Bây giờ cứ vợ về nằm chung ngủ chung. Nhột nhột. À, ý mày muốn nói mày khó có vợ chịu lắm. Khó chịu ha nhột. Hồi đó tao cứ bắt gái mày về buổi đầu cũng nhột kìa, tuần lễ đầu nhột lắm. Tới chừng 2-3 tuần lễ sau cái hết nhột, có nhiều khi chiều ông bà ông kêu ông ơi vô đây nhột chơi ông ơi đó. Sao nhưng mà tại sao tao thấy mày không có thông minh mày ơi. Gì? Cái nét mặt mày không thấy thông minh. Ta gì mà chú nó không thông minh hả? À. Mặt ta sáng như trăng rằm mà chú nó không thông minh. Sáng như trăng rằm mà đếm từ 1 tới 10 tao nghe coi. Dễ thôi. Đếm coi. Con nít nó còn biết đếm nữa, không chi là cháu. Này, đếm coi. Chú nghe cháu đếm này nghe. 1, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 10. Trời ơi, đếm không có thứ tự gì hết. Đếm phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mày đếm lộn xộn quá làm sao ai nghe. Đếm sao miễn đủ 10 thôi chứ. Chú không thấy hả? Sao? Lô tô nó kêu tùm lum hồi cũng có người kinh vậy. Lô tô là khác. Nhưng mà trời. Mà sao gì? Tôi buồn chú á. Buồn gì? Trời đất ơi. Được rồi, bây giờ tao hỏi mày nha. Dạ. Cái chuyện lô tô đó là khác. Dạ. Nhưng mà bây giờ đó mày muốn tao dạy mày 5 câu không? Dạ. Muốn phải không? Dạ muốn. Khi vô gặp vợ tương lai của mày, mày nói cho đàng hoàng nghe không? Dạ. Bây giờ tao dạy mày câu thứ nhất, nhớ học cho thuộc khi dạ. gặp vợ tương lai mày. Dạ. Trước khi bước vào nhà gặp vợ tương lai, cúi đầu chào, mày nói: chào em anh mới qua, nói lại coi. Chào em anh mới qua, nói lại coi. Ê, ê. Trời ơi. Cái nói lại coi mày tới đó mày ngắt đi, mày nói lại coi, mày nói với tao thôi. Ngắt hả? À. Tại nãy chúng nói rành rẽ sao tôi biết tôi ngắt. Ờ, tới nói đi. Giờ tôi ngắt nha. Chào em anh mới qua, ngắt. Trời ơi, ngắt là ngắt nội tâm, ngắt ở trong bụng, tới nói chào em anh mới qua thôi, đến đó ngưng đi. Ủa, nội tâm hả? À. Vậy giờ chào lại nha. À. Chào em anh mới qua. như là mèo khè mà ngắt cái gì. Tới đó chào em anh mới qua là đứt câu để chỗ đó thôi. Yeah. Một câu hay không? Yeah. Câu thứ nhì, nhớ nghe không? Yeah. Khi nào nó hỏi mày vậy, hôm nay anh qua đây có chuyện gì? Mày trả lời: hôm nay qua đây bàn chuyện duyên nợ của hai đứa mình. Nói coi. Hôm nay anh qua đây bàn chuyện duyên nợ của hai đứa mình. À, hay, hai câu phải không? Yeah. Bây giờ câu thứ ba, thế nào nó cũng hỏi cái chuyện làm ăn. Yeah. Nó hỏi mày vậy chứ bầy heo của anh lúc này có khá không? Mày trả lời: không được khá, con bỏ ăn con ngáp ngáp. Nói coi. Không được khá, con bỏ ăn con ngáp ngáp. Ừ, hay, ba câu, đó phải không? Bây giờ câu thứ tư, thế nào cũng hỏi mày vậy chứ anh có săn sóc nó không? Mày trả lời: có chứ không ai bằng. Nói coi. Có chứ không ai bằng. Là bốn câu, thuộc không? Thuộc không? Thuộc. Thuộc là câu thứ năm quan trọng nè. Khi nào nó hỏi anh qua đây rồi chừng nào anh về, mày trả lời: về sao được, ở đây với em cho đến ngày răng long đậu bạc. Nói coi. Về sao được, anh ở đây với em cho đến ngày răng long đậu bạc. Rồi, nhớ năm câu phải không? Yeah. Rồi. Dạ, giờ em về hả chú? Chưa, về sao được. Trước khi từ giã người yêu của mình lại nắm tay siết cho thật chặt, đè đầu hung nữa chứ. Hung nữa hả? Hung vợ tương lai mình đó. Ừ, hung là dễ mà. Biết không? Con biết dễ lắm. Sao? Hung là mình lấy cái miệng nó đánh cho gò má nó đó. Ừ, đó hung thường, còn hung cao cấp nữa kìa. Ủa, còn hung cao cấp nữa hả chứ chú? Sao? Hung cao cấp là lấy
lấy cái môi với cái môi cả nhau vậy nè, cả cả vậy là cắn miệng rồi. Cái này tôi ghét lắm chú ơi. Sao ghét? Tôi đi coi hát bóng á, mấy lần thấy hai đứa đang ngồi nói chuyện cái hát đè đầu với nhau nó cắn nè. Bậy. Thấy ghê dễ sợ nè. Phải cắn đó là người ta hung cao cấp đó. Dạ hả, hung cao cấp tình mà. Tứ thương yêu nhau mới dạ làm hả? Vậy đó. Thôi bây giờ mày vô nghe. Dạ. Mày mà mặc đồ lại đàng hoàng, chải đầu để tao xin phép chị hai nhà đi không? Dạ được. Xong rồi, à, rồi được rồi, rồi rồi. Rồi mày vô đây nè. Đứng, dạ. đứng đây. Dạ. Đây đây đây. Đây đây. Rồi đi. Mày vô hả? Vô đi, vô chờ chừng nào tao xin phép rồi ra. Vô rồi chút xíu chú nhớ tao kêu mọi người. Tao xin phép được rồi tao mới mời mày ra. Rồi đi 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 rồi. Trời đất ơi, rễ mà chàng hãng vậy là ai gả con không? Không biết có chị hai nhà không? Chị hai ơi. Trời ơi, có chị nhà mừng quá. Chị hai. Mời chị ra đây chị hai. Trời ơi. Chào anh Xui mới mà. Chào chị Xui. Lại đây lại đây. Trời ơi sao sao chị nay chị đẹp quá chị Xui. Ý anh bữa nay cũng đẹp hết thôi. Trời ơi. Đó. Dạ. Nè, anh bữa nay qua đây có chuyện gì không? Dạ cũng có chuyện với chị Xui. Sao? Hôm nay tôi vụ qua đây là vụ Út Khờ đó. À, vụ thằng Út Khờ nó qua hỏi con Út Bén nhà tôi đó ha. Dạ, hôm đó nó nói chuyện chị trước rồi đó. Rủi ghê vậy đó. Ủa, nó sao rủi? Nó đi chợ chưa về. À, vậy nó không có Út Bén nhà, có mình chị à? Ừ, mà không, một lát nữa nó về. Một lát nữa mới về? Anh có dẫn Út Khờ qua không? Có, nhưng mà chưa xin phép được chị rồi nó không dám dẫn nó vô. Sợ chị không cho phép. Không sao, anh kêu nó vô gặp tôi đi. À, vậy ha, chị cho phép phải không? Dạ, đi đi anh. Gì vậy? Anh sao ạ? Anh hỏi đẹp quá ha. Anh sao vậy? Sao nãy gặp, chưa gặp chị mình mấy tôi bình thường. Giờ gặp chị sao mình mấy giờ ngứa. Rồi, vậy là anh bị kẻ ngứa. Tầm bậy không có đâu. Qua tại chị đó. Sao anh ăn bận chị vậy? Gì? Đẹp quá ha. Chị hai ơi. Dạ. Trước khi mà kêu Út Khờ ra đây tôi muốn hỏi thăm chị một chuyện chị hai. Thì cứ hỏi đi, anh cứ hỏi đi mà sao anh... Tôi qua đây 2-3 lần rồi nói cái chuyện vụ Út Mén đó mà sao không gặp anh hai, có mình chị anh hai đâu rồi. Dạ. Thấy không, tôi chịu vậy đó. Vợ mà thương chồng hỏi tới tôi cười vậy, tôi khái cười á. Gì coi? Cái gì á? Mà khóc cho cười cái gì? Ủa chị khóc hả? Trời ơi. Vậy tôi tưởng chị cười chứ. Đẹp đến mức độ mà khóc mà tôi tưởng cười. Mà sao chị khóc vậy, ảnh đâu rồi? Đi mất rồi. Mất hả? Mất rồi. Mất xong đi kiếm. Không. Tôi nói ổng đi xa rồi. À chắc giận chị đi xa vài bữa về thăm chị chứ có gì đâu. Không. Chứ gì? Tôi nói là ảnh theo ông theo bà rồi. À chắc ông bà ở dưới tỉnh rồi, chắc giận chị về tỉnh rồi. Trời gì đó. Ơi trời. Cái gì? Tôi nói với anh ổng có phải. Chứ sao? Tôi nói là gì? Anh chết rồi. Hả? Gì vậy? Chồng chị chết. Ôi sao vậy? Anh sao vậy? Tôi khỏe chứ sao? Sao kỳ vậy? Chồng tôi chết anh khỏe là sao? Vợ tôi mới trúng thực chết rồi. Ôi, vợ anh chết. Vợ anh chết thì kệ anh, chứ nói với tôi kệ sao được. Vợ tôi chết rồi, chồng chị chết. Ấy ấy. Ấy cái gì? Ấy, đứa mình hợp tác làm ăn. Làm ăn cái gì? Thì buôn bán làm ăn. Trời ơi, giờ hỏi biết rồi hỏi. Ấy là... Sao được rồi, cái vụ tôi chị để 1 giờ khuya tôi qua. Chị vậy, 1 giờ khuya qua làm chi vậy? Nhớ qua đuổi mấy nít nhỏ đi chỗ khác nghe không? Chi vậy? Vụ đó đó. Vậy để tôi kêu Út Khờ vô nghe. Ừ, tôi kêu đi. Nhớ nghe không? Thôi. Khờ ơi, Khờ, xong rồi Khờ. Dạ. Đâu? Cũng được. Chào cháu. Chào em, anh mới qua. Trời ơi sao đây? Cháu qua đây có chuyện gì? Anh qua đây để bàn chuyện duyên nợ của hai đứa mình. Trời ơi. Trời ơi, dẫn thằng điên qua rồi. Ở trên trời xuống rồi. Nè, ba má cháu bên nhà có khá không? Không được khá, con bỏ ăn con ngáp ngáp. Trời ơi, gì vậy trời? Tao hỏi mày có điên không? Có chứ không ai bằng. Nè, mày đi về đi. Về sao được?
anh ở lại đây với em cho đến ngày răng long đầu bạc. Trời ơi, trời. Trời. Anh ơi. Em đi về đi. Còn một câu nữa, ông kêu mình là đè cắn môi nữa. Hai đứa nó chết rồi, thôi mình đi về. Trời ơi, sao anh đè tôi? Đè hôm nào hỏi bà con, tôi nằm dưới chị mà tôi đè chị hôm nào? Bà con cũng thấy. Thôi trời ơi, sao mày nói bậy vậy? Đây là má mày. Chào má mày đi. Chào má mày đi. Chào má mày không à. Nói. Chào má. Thôi tôi mệt quá rồi. Thôi mệt quá rồi, anh đem nó về đi, tôi lại anh, tôi lại. Được rồi chị hai, tôi xin lỗi chị hai, bởi vì nó khờ quá. Nhưng thằng này nó siêng năng, nó giỏi giang lắm. Cưới con chị về, con chị có phước lắm, nhờ nó lắm. Thôi. Đó là phần nó, còn phần tôi chị. Sao nữa? Trời mệt quá rồi anh ơi. Ví dụ 1 giờ khuya. 1 giờ khuya chi nữa? Tôi muốn điên rồi anh mời ơi. Tới quỳ nhà thờ. Nhà thờ chi? Làm phép giao. Giao ai? Tôi giao. Trời. Thôi được rồi, chị nó để sao vô chào bà con cô bác mày. Chào em, anh mới qua. Chào em chào. Gì biết trời ơi, chết rồi khổ anh quá. Anh mời ơi, anh làm ơn anh nói giùm đây anh mời. Dạ kính thưa quý vị, vợ kịch đã chấm dứt, xin kính chào quý vị. Trời đất ơi, giờ này người ta đón lên giao thừa, người ta là dọn hết đồ đạc hết trơn, thằng này nó nằm nó ngủ, nó bỏ tứ tung vậy làm sao. Ê Tấn, dậy mày. Ai kêu em sợp á, để ngủ chú qua. Ngủ kêu cái gì giờ này mày còn ngủ đồ đạc, mày bỏ tứ tung gì ngủ gì. Dậy mày Tấn. Ai kêu em sợp vậy? Hỏi ai kêu hả? Ai kêu hả? Dạ thưa cha, con kêu cha nè cha ơi. Con là ai vậy? Vậy mà con tưởng luôn rồi. Đứng dậy. Con đâu có ngủ, con nằm dưỡng bệnh mà. Mày bệnh gì mà mày mập như con trâu cui vậy bệnh? Dạ hôm qua con đi bác sĩ đó. Bác sĩ nói con bệnh suy dinh dưỡng. Trời đất ơi. Dạ thành ra bác sĩ nói là phải con phải nằm tĩnh dưỡng. Mà ăn ngủ không được làm gì hết á. Bác sĩ dặn phải ăn ngủ tĩnh dưỡng hả? Dạ. Thôi được rồi, được dạ. Rồi bây giờ tao có cách này. Dạ ông có cách gì vậy ông? Bây giờ mày muốn tĩnh dưỡng phải không? Dạ tao có cách này, tĩnh dưỡng mau hết bệnh. Dạ mau bình phục. Dạ mày vào trong mày lấy cái vali dạ. của mày đó nghe. Dạ mày sắp những cái đồ của mày đó, quần áo của mày đi vào vali rồi. Dạ. Đi theo tao ra bến xe. Dạ ra bến xe chi vậy ông? Để tao đưa mày lên xe đò về quê mà tĩnh dưỡng suốt đời mày. Dạ. Ủa vậy vẫy tay chào nhau. Cái gì vậy? Vậy ông đuổi con không? Chứ tao hỏi mày, mày làm công cho tao. Tao làm chủ giờ mày bắt tao làm chuyện phải không? Dạ. Ở đó mà tĩnh dưỡng một năm. Tiền đâu mà tao phát lương cho mày mà tĩnh dưỡng một năm? Dạ thôi con xin lỗi ông, thôi con hứa ông từ đây sắp tới con sẽ dọn dẹp nhà cửa làm lụng đàng hoàng. Không có làm biếng nữa nghe. Thôi giờ đây. Dạ. Mày nhớ mày đem mấy cái này vô trong ha. Dạ. Tao ra chợ tao đi mua một mớ đồ nữa về để mà cúng giao thừa. Dạ. Nhớ nghe. Dạ. Không có ngủ nghe, lo làm việc nghe. Dạ. Dạ khoan đã ông. Gì đó? Dạ sẵn ông đi ra chợ. Ừ. Dạ ông làm ơn ông gửi ông con cái lá thơ này. Lá thơ này hả? Dạ. Thơ này gửi cho ai đi? Dạ con gửi cho vợ con. Ê, không phải, con gửi cho chị con ở dưới quê á. Chị con nói là Tết hôm nay đó, con ở đây ăn Tết với ông, con không có về dưới quê. Dạ. Bành Văn Tửng gửi cho Nguyễn Thị Mẹt. Dạ. Mẹt này chắc là vợ mày chứ gì? Dạ không phải. Chứ ai? Dạ chị con. Chị mày ngoẹ mẹt phải không? Dạ. Nhưng mà gửi thơ gì mày coi mà tem đâu rồi mày không dán vô lấy sao gửi được? Dạ sẵn luôn tiện ông ra chợ mua tem dán vô gửi luôn. Mày cha tao à. Nhưng mà thôi được rồi. Dạ. Thôi được rồi. Để ông mua ha. Dạ. Rồi ông dán tem vô, ông bỏ thơ thùng thơ giùm cho con ha. Dạ, cảm ơn. Nhưng ông. Nhớ là cái khoản mà tốn kém của tao sẽ trừ vào tiền lương của mày. Dạ. Nhớ chỗ đó nghe. Dạ, con xin thành thật cảm ơn lòng tốt bao la con. Thôi đừng có móc họng. Vô làm giết tao. Đi, đem vô đâu. Cái thằng này nó gửi thơ cho chị nó mà tại sao mà dày cộm vậy, không lẽ trong này tiền? Mà tiền là 3 tháng lương là tôi chưa phát mà đâu có tiền gửi về, hay là nó cãi tủ mình nó lấy tiền. Được, để xé ra coi. Mà nếu xé ra bất lịch sự, mà sợ bất lịch sự thì sợ là rủi lấy tiền ở trong này là mình mất tiền. Thôi xé đại ra cho rồi. Gì, để coi gì này đây. Trời ơi, không có tiền. Mà gì đây, cộm cộm đây. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái hình tôi
Trời ơi, cái hình tôi đang ngủ. Trời đất ơi, hình tôi đang ngủ, anh chụp hồi nào vậy nè. Trời đất ơi, tôi ngủ cái tướng tôi về giống con khỉ già rồi ba sườn gì nó chụp đó. Nó gửi về cho, để coi nó viết gì trong này. Đây. Trời, để coi viết gì đây. Tết sắp tới nơi rồi. Thấy người ta đi sắm đồ Tết mà anh rầu thúi ruột. Bởi xuân này anh về không được, vì chủ anh suốt 3 tháng nay vẫn chưa phát lương. Sẵn đây anh cho em biết thêm về chủ của anh là một con người keo kiệt nhất thế gian. Rồi, tới lúc nó nói xấu mình rồi. Một đồng bạc ông coi lớn hơn cái bánh xe bò. Rồi nó chửi mình thậm tệ. Khi đọc thơ này anh dặn em Tết này em đừng có lên thăm anh. Vì nếu em lên đây á, em sẽ gặp nguy hiểm. Bởi chủ hiện nay của anh là một con dê già vô cùng táo bạo. Ông dê đạo lộ bất kể già trẻ, lớn nhỏ không chừa người nào. Anh gửi cho em tấm hình của con dê già. Trời, tôi về nó nói tôi dê già. Rủi gặp mặt ông ở đâu thì phải tìm đường quẹo gấp. Con em trồng linh ngàn cái, chồng của em tửng. Chửi ha. Mày dám chửi tao là con dê già ha. Rồi coi cái tiền bằng bánh xe bò. Được rồi, tao giam lương mày thêm 3 tháng nữa. Đúng 6 tháng tao mới phát lương cho mày đói. Chết cha con, chửi tao ha. Dạ, dạ thưa ông. Ai đây, xin lỗi cô. Dạ, dạ thưa ông, đây. Cho con hỏi thăm. Hỏi thăm mà tôi khuyên cô nên đổi cách xưng hô lại đi. Dạ vậy chứ ý ông muốn con gọi ông bằng gì? Vậy thì ý tôi đó thì bây giờ ấy á, ấy ấy xưng kêu tôi bằng anh, xưng em được rồi. Ý không được đâu. Sao vậy? Dạ con sợ bị ở tù lắm. À cái gì ở tù đâu, đâu ngồi đây con nói tôi nghe coi. Dạ, ấy ngồi. Ngồi. Dạ, ngồi. Sao ở tù? Dạ bị hồi nãy đó. Ngồi xe đò để đi lên đây nè. Cái ông đó ông ngồi gần con cũng tuổi cái trạc tuổi như ông vậy. Cũng cỡ tôi dạ. trẻ như tôi vậy ha. Thì ngồi buồn quá. Ông gợi chuyện. Vì sao? Cũng nói chuyện cái con thấy ông lớn tuổi rồi cái con kêu ông bằng ông. Con xưng con. Rồi sao? Cái ông nói trời kêu tôi bằng ông, kêu tôi bằng anh xưng em đi. Đó. Ấy thấy không? Bây giờ không ai thích kêu bằng ông xưng con hết trơn á. Ta chịu cái tiếng anh á với xưng em hết trơn á. Dạ bởi vậy cho nên mới có chuyện đó. Ủa chuyện gì vậy? Cô nói tôi nghe coi chuyện gì á. Trời ơi con cũng chiều theo ý ổng. À. Cái để cho ổng vui đi. Rồi ngồi cũng nói anh em qua lợi một hồi vậy đó. Rồi sao? Cái ổng bắt đầu ổng ló mòi. Mòi gì? Ông rờ đùi con nè. Rờ đùi? Dạ. Cái này tôi cũng rờ hoài. Tại sao rờ đùi con? Rồi nó rờ sao nữa? Ông biết không? Con thấy ông lớn tuổi rồi. Cho nên con cũng thôi kệ đi, chiều ổng chút đi. Rồi cũng để ổng. Thành ra cái con làm thinh. Trời ơi, ổng tưởng bở. Rồi sao? Cái ổng bắt đầu ổng nhét lên. Gì nhích cái gì? Ổng nhích ngón tay á. Nhích ngón tay lên. Dạ. Có sao tôi nhích hoài có gì đâu. Ổng nhích cái tay. Rồi sao rồi? Nhích lên. Nhích lên. Ổng nhích lên. Nhích lên. Tới sao? Tới con tát. Ôi trời ơi. Tôi làm hai cho nó. Trời đất ơi. Trời ơi, cái ông biết làm sao không? Tức quá, còn nắng mà ông còn quăng ông ra khỏi xe luôn. Trời quăng, trời dạ. Ơi, đàn bà gái gì mà mạnh quá trời rồi đó. Dạ, cũng đỡ quá. Sao? Không có sao hết á. Ông chỉ bị... Bị gì? Trời ơi, lẹo cổ đó. Quẹo cổ? Quẹo cái cổ, rồi lõi cái tay. Vì có cái đầu có sao không? Mà ông bị bể đầu. Trời đất ơi. Ông không có chết. Liên gì bể đầu mà không chết? Hên quá. Trời ơi đỡ quá, không chết là con vô tù rồi. Bởi vậy con nói với ông. Sao? Trời ơi con ngại mà xưng anh với em lắm. Vậy là cô em quên. Thím em ngồi đi. Mà giờ sợ vậy sợ ở tù nên không dám xưng em anh ha. Dạ. Giờ thím em thím cô nó cho nên có chuyện gì? Dạ. Con ở dưới quê á. Con lên đây nè để thăm chồng con. Vậy à? Dạ, trời năm ơi. Nào mà hễ chồng con không về được quê để ăn Tết với con đó thì con phải lên đây để ăn Tết với ảnh. Trời ơi. Mà con có cái này nè. Gì con đó? Hỏi thăm ông coi. Trời ơi, cái ông, gì đó? Ông dòm giùm con coi đúng cái này không? Đâu đâu, cái gì đâu? Ủa, cái địa chỉ này đây. Cái gì đâu để coi.
Dạ, khoan để tôi mang cái beeper của tôi vô. Dạ. Thưa đây cái địa chỉ. Đó? Cái địa chỉ này nè ông. Đâu? Ông coi giùm. Đâu địa chỉ nào đâu? Dạ sao ông không cầm cái địa chỉ mà ông cầm tay con? Ủa tôi lấy cái kiến lộn sao cả? Cái kiến này sao nó dòm cái thơ mà thành cái tay cả? Dạ. Cái tay thành cái thơ. Đây không? Cứ để tôi coi. Mà chồng của em kiếm thím cô tên gì? Dạ, chồng con tên Tửng. Thằng Tửng à? Dạ Tửng đó. Tửng Tửng đó. Dạ. Trời ơi, thằng Tửng nó làm cho tôi. Hả? Anh Tửng làm cho ông. Trời ơi, con mừng quá. Mừng. Dạ, xin lỗi ông. Dạ. Không có gì đâu. Nè, nhưng mà dạ. Đừng bạn gái con ý tứ chút nghe không? Dạ. Nhớ dạ. Ý tứ đừng có ôm bậy vậy, tánh tôi ai ôm rồi tôi ôm lại à, tại làm như tôi liệu vậy đó. Dạ. Dạ cảm ơn ông. Này. Con muốn hỏi thăm coi anh Tửng con lúc này có khỏe không vậy ông? Thôi, Tửng nó mập lắm, nó mập như con trâu cui vậy đó. Ủa vậy, mập lắm hả? Nhưng mà có điều... Có điều gì ông? Tôi nói ra sợ thím buồn. Dạ, đâu có gì đâu, ông cứ nói đi. Ông nói cho con nghe đi. Thằng Tửng lúc này nó tệ lắm thím ơi. Dạ, anh Tửng của con tệ. Ừ. Anh tệ cái chỗ nào ông? Nó bậy bạ lắm lúc này, bậy nó bồ bịch lăng nhăng lắm. Trời ơi, bồ bịch lăng nhăng hả? Thằng Tửng kìa. Cô làm gì mà cô làm dữ vậy? Nó lăng nhăng nay con này mai con khác. Tôi tính ra cũng 6 con bồ nhí không. Bồ nhí không. Con nào cũng đẹp hơn con nhiều lắm. Trời ơi, mà tôi khuyên nó. Tôi khuyên nó mày đừng có làm vậy. Nó nói nó độc thân. Nó trời ơi, độc thân. Quậy cho đã. Trời ơi, nó giận có con vậy. Quậy cho hả? Trời ơi, tôi mà tôi tin tưởng. Nhéo ngay ba sườn số 6. Trời ơi, ông đâu có biết là khổ lắm ông. Tội nghiệp quá, lên thăm chồng mà ông biết đổ khổ đường lần lội xa xuôi như vậy mới lên đây. Bởi vì khổ quá không? Lên thăm chồng mà bị chồng bội bạc gì tôi. Trời ơi, đã quá. Ông nói gì đã? Tôi nói thím khổ quá chứ tôi... Dạ đúng rồi, còn khổ lắm ông ơi. Trời ơi, đường xa xuôi lên đây thăm ông mà. Mà gặp cái dịp này tôi khóc lâu lâu chừng nào cho tôi phê chừng này. Trời ơi, dạ. Nói gì? Chồng con không, con không có tin là chồng con phản bội con. Không tin hả? Không biết anh đàng hoàng lắm mà ông... Ý cô muốn nói vậy là cô không tin lời tôi nói phải không? Dạ. Đây nè, tôi nói cô nghe. Bây giờ tôi lách vào trong phải không? Dạ. Nếu thằng Tửng á, nó gặp cô mà nó không xua đuổi đó là tôi nói bậy. Dạ. Còn nếu nó xô đuổi cô về quê đó là tôi nói trúng. Còn một điều nữa, khi tôi xuất hiện mà nó kêu thím là vợ mình em đồ này kia ôm ấp thím là tưng tiêu thím heo thì đó là tôi nói thật. Còn nếu nó kêu thím bằng chị là tôi nói đúng. Trời ơi. Nhưng có điều này. Điều gì nữa không? Khi gặp nó đó. Dạ. Cô phải nghĩa là tỏ ra không như không có gì. Tỏ ra không có gì hết. Vui vẻ. Để nó đừng có nghi nghe không? Dạ. Bình tĩnh không? Vui vẻ. Còn một điều quan trọng nữa. Điều gì nữa không? Là đừng bao giờ nói rằng gặp tôi tại đây. Nghĩa là cô đừng có nói gặp tôi nha. Không có nói gặp ông ở đây. Thôi nhớ nha. Bây giờ bình tĩnh. Bây giờ con phải vui lên hả ông? Vui lên sửa soạn đồ lỗi cho đẹp. Để tôi phụ sửa soạn cho. Trời ơi tội nghiệp quá. Trời ơi. Mua khăn gì đâu đẹp quá vậy nè. Dạ. Chà sức dầu thơm thơm quá ha. Dạ. Cảm ơn ông. Trời ơi giờ anh Tửng sao đẹp. Giờ con phải vui lên hả ông? Vui lên đàng hoàng rồi. Nè nhớ nghe ông, vui lên nha. Dạ. Tôi dặn sao nhớ vậy nghe. Dạ tôi nhớ. Dạ. Nhớ nghe. Bây giờ mình phải vui lên. Dạ. Trời ơi, anh Tửng ơi! Anh Tửng! Anh Tửng ơi! Ai kêu đó? Trời ơi, anh Tửng! Trời ơi, anh Tửng! Em! Trời ơi, em mới ở quê lên thăm anh nè! Em lên nào vậy? Em mới vừa lên tức thì nè! Mà em có gặp ai không? Hả? Em đi kiếm nhà, rồi em vô. Rồi gặp anh thôi chứ có gặp ai đâu. Em có gặp ông nào không? Ông nào? Thì ông chủ nhà chứ ai. Ông chủ nhà nào em đâu có biết đâu. Vậy không gặp ông nào hết hả? Không có gặp ông nào hết á. Nam mô A Di Đà chùa. Hả? Anh nói gì vậy em Tửng? Không có, anh có nói gì đâu. Nè bây giờ anh nói em nghe không? Ừ. Thôi bây giờ anh khuyên em á. Ừ. Nè. Gì em không có đem gì theo hết à? Bây giờ em đi về đi. Hả? Về đi. Hả? Về quê đi. Cái gì? Em mới lên gặp anh mà sao anh biểu em về? Không phải, anh nói em nghe. Em ở đây không có được đâu, anh kẹt. Sao anh kẹt gì? Trời ơi. Thôi đúng rồi. Đường xá xa xôi.
em đổ đồng lên đi thăm chưa gì hết mà đuổi người ta về à? Không phải, anh không phải đuổi em, nhưng mà gì đây, tao trên đường tao định đi tắm rồi, sao mày ai mà la ôm sùm đi? Dạ. À, dạ chào cô. Dạ thưa ông. Ai đây? Người này là ai đây? Dạ thưa ông, đây là... Là ai? Dạ đây là... Là ai? Dạ là chị con. Dạ không phải, con là... À, người để tao nói mà làm gì vậy Tửng? Dạ thưa ông. Ừ. Dạ đây là chị con. Chị mày? Ở dưới quê mà lên đây thăm con á. À vậy dạ, hả? Dạ. Dạ giờ chị về liền à. À Phan, quên đi. Khách khứa của tao đây, mày chị mày chứ. Chị mày mới lên sao mà đuổi chị mày về? Vô trong rót cho chị mày ly nước. Dạ cảm ơn ông. Dạ. Ngồi đó đi. Dạ cảm ơn ông. Vô đó đi. Đi. Trời ơi. Trời ơi. Con phải làm sao? Tôi giờ tôi đã nói với tôi đã nói với Thím là nó sẽ đuổi Thím. Ông đi trời cho nó đỡ khổ. Trời ơi. Ông phản bội con. Vậy tội nghiệp quá. Trời ơi. Con bước đi rồi đi về đi bà nội. Ê, trời ơi. Mày cho chị mày uống nước gì mà sặc tùm lum vậy? Vô lấy khăn ra lau mặt lau miệng chị mày đi. Dạ thưa ông, để chị lấy tay áo lên chùi được rồi. Không, mất vệ sinh. Vô lấy khăn ra, mất đi. Tao biết. Dạ đi. Trời ơi, tôi thương con. Thấy không, con biết mà. Trời ơi, tội nghiệp thế. Cô đã nói nó phản bội rồi. Trời ơi, tội nghiệp. Trời ơi, gặp dịp quá. Trời ơi, thương, thương ghê vậy đó. Ủa, trời ơi, cái gì vậy? Làm gì nữa vậy? Không về á. Dạ, biết anh hết thương tôi rồi. Dạ, chị con uống nước rồi mà cũng lau mặt rồi. À. Dạ, tôi xin ông tha cho chị con. Ý gì tha? Tao làm gì nó tha, mình nói bậy hay không? Lộn. Tao đứng đây nãy giờ tao làm gì đâu mày biểu tha là tha gì? Dạ, ý con nói dạ, ông để cho chị con về quê liền. Không được, vậy là bất lịch sự. Mày vô mày trong tủ lạnh mày lấy bơm nho ra cho chị mày ăn. Dạ thôi được rồi, ở dưới quê có trái cây tươi ăn ngon. Dầu có đi nữa nhưng mà bây giờ vậy nè, mày vô mày lấy trái bơm nho hay vài trái bơm gì đó, mày bỏ trong bao ni lông, mày đem ra cho chị mày đi ngồi trên xe đò về quê ăn lấy thảo. Dạ. Đi. Dạ. Tao đi. Trời đất ơi, mày muốn gì đây? Biểu đi. Dạ. Gì vậy? Trời ơi, gì đó? Dạ. Gì? Đi. Dạ. Thằng này nó cán, là Thím thấy không? Trời ơi. Không nói chuyện với ông, bây giờ con phải làm sao? Sao giờ ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Trời ơi, tôi nói nó phản bội Thím rồi. Thím yên tâm đi, có gì tôi sẽ an ủi cho, tôi an ủi cho Thím. Thím đừng có cái gì mà buồn phiền hết trơn á. Trời ơi, tội nghiệp quá. Thôi tôi kệ nó, kệ nó. Hết bơm nho về ra chợ mua. Kệ nó cái gì. Chợ xa lắm. Đi ra kệ xa cũng đi chừng tiếng hồ về. Buông ra. Gì vậy? Gì vậy? Ôm mày. Làm vậy? Làm gì dữ vậy? Anh đâu có thương tôi nữa đâu. Anh phản bội tôi rồi, tôi biết rồi. Rồi mày làm gì? Mày nhảy vô mày làm sao vậy? Tôi hết để ông đó nha. À, tôi mày... không có để em nữa đó. Biểu mày nói gì? Mày hết nể tao rồi hả? Tao làm gì mà mày hết nể tao? Ông dê vợ tôi. Tầm bậy tầm bạ, mày nói chị mày chứ vợ mày sao? Tại tôi sợ ông dê ra tôi mới nói là chị. Ai ngờ tôi giới thiệu là chị ông còn dê bạo hơn nữa. Ông chủ đây đó, ông là cái người tự tế giúp đỡ tôi chứ không phải nha. Ôi ông mày. Tôi không cần nữa, tôi nói cho anh biết đó. Tôi không ở trong nhà này nữa đâu. Tôi đi về đó. Never see you again. Mày qua đây mày. Để thằng Tửng á, nó là một thằng người chồng rất đàng hoàng. Thiệt nhưng tại nó nói xấu tôi, nó nói xấu tôi, cho nên tôi mới là gì? Là gạt nó để cho nó ghen lên cho nó mắc cỡ với người ta. Thôi không, Thím yên tâm, Thím ở lại đi. Dạ, dạ. Thiệt hả ông? Bây giờ ông ok hả ông? Ok, được rồi, cho hai người ở lại nhau. Mày chịu không? Dạ chịu, nhưng mà con không ngờ ông có lòng tốt vậy. Con hồi đó giờ con hiểu lầm, ông xin ông bỏ qua cho con. Bỏ qua hay gì? Dạ. Mày nói xấu ở tao bao nhiêu năm rồi, bây giờ mày nói xấu tao. Dạ. Rồi bây giờ tao cho hai người ở lại. Dạ. Em ơi, tôi không biết. Thôi. Ê, đừng hôn mày, đừng cái mặt tao ghét. Ô, tao ghét cái mày, không chịu cái chuyện đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ vậy nè, sẵn cái dịp Tết này, thấy không? Dạ. Trong nhà tôi hồi đó giờ tôi sống có một mình à. Có chỉ con Tửng Thím, có Thím rồi có đàn bà trong gia đình, thấy không? Nghĩa là con lo bếp núc rồi này kia, đang Tết với tôi một năm cho nó vui, Thím chịu không?
Dạ, dạ thôi ông ăn Tết mình đi ông. À, đúng rồi. Dạ, bị gì Tết năm nay thôi ông cho chồng con về quê ăn Tết với con đi ông. Rồi, tôi phải sống cu ki dạ. nữa rồi. Thôi được rồi, đi dạ. vô trong lấy quay ly rồi sắp đồ về đi. Mau đi mình ơi, để xe bò nó chạy. Đây anh cho anh phụ quay ly cho. Đi. Dạ. Trời, tiếc quá, phải ở lại đây đỡ biết chừng nào. Trời, tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi vô duyên nên thân tôi phải ở một mình. Đời tôi vô duyên nên yêu ai cũng vô duyên vô duyên. Anh có buồn không? Sao anh không đến khi em còn sống? Anh đi âm thầm giữa chiều long lòng, phố vui có người ta đông, mà anh một bóng trong mong. Lỡ mai em chết anh khóc nhiều không? Sao không âu yếm khi em còn sống? Cho anh không còn nghĩ đời tuyệt vọng, những đêm đứng nhìn qua sông, tình em như bến ngập lòng. Cho mối tình của đời anh. Lỡ mai em chết anh hứa gì không? Anh xin bia đá ghi tên người sống. Anh xin ngôi mồ đắm lệ tình nồng, những khi gió lùa đêm đông hồn anh không quá lạnh lùng. Nếu mai em chết anh có buồn không? Chiều long lòng, phố vui có người ta đông, mà anh một bóng trong mong. Lỡ mai em chết anh khóc nhiều không? Những đêm đứng nhìn qua sông, tình em như bến ngập lòng. Anh ơi, yêu là gì khi một người đã ngóng chờ, ngày thương nhớ như một người vui đời hoa trong phố xa. Anh đi mình buồn nát con tim, ôm khối hận cho mối tình của đời anh. Lỡ mai em chết anh hứa gì không? Anh xin bia đá ghi tên người sống. Anh xin ngôi mồ đắm lệ tình, những khi gió lùa đêm đông,
hồn anh không quá lạnh lùng. Anh